Sau nhiều toan tính, Triệu Đà xin cầu hòa và ngỏ lời cầu hôn con gái của An Dương Vương là Mỹ Châu cho con trai mình là Trọng Thủy. An Dương Vương đồng ý và cho Trọng Thủy ở rể. Mối tình cứ ngỡ là sự giao hòa của hai nước qua cơn biến loạn, là tình yêu nhiệm màu của đôi trai tài gái sắc, tô thắm bức tranh sơn thủy ngàn đời. Nhưng phía sau tình yêu đó lại là một âm mưu đầy toan tính mà nàng Mỹ Châu không hề hay biết. Trong thời gian ở rể, Trọng Thủy đã hỏi Mỹ Châu vì sao Âu Lạc có thể giữ vững thành trì để chống giặc thù lớn mạnh hơn mình. Không hề suy nghĩ vì đã đặt niềm tin vào người mình thương, Mỹ Châu tiết lộ bí mật của Âu Lạc và Trọng Thủy đã lén đánh cắp nỏ thần và xin trở về nước thăm quê hương. An Dương Vương đồng ý vì cảm thông cho nỗi nhớ quê hương của chàng rể. Trước khi chia tay, Mỹ Châu đầy lưu luyến nhớ thương chồng. Trọng Thủy liền hỏi, nếu sau này lạc mất nhau, ta tìm nàng nơi đâu? Không ngại ngùng, Mỹ Châu liền nói, chàng cứ theo vết lông ngỗng này mà tìm thiếp. Mây răng răng núi cao, ru hồn thơ lâng lâng giấc mơ. Mình ngồi tựa vào nhau chung bóng thuyền trăng, mong sao cho lứa đôi như vầng trăng trên cao sáng soi, hoa lướt trôi theo con thuyền trăng. Cô đơn ôm bóng trăng, đây mình em nơi đây nhớ anh, lòng hỏi lòng còn thương sao mãi chờ mong. Anh ra đi trốn xa cho vầng trăng cô đơn sẽ sau. Triệu Đà đem quân sang xâm lược Âu Lạc lần thứ hai, tấn công như nước vỡ bờ. An Dương Vương rất mực tin tưởng vào nỏ thần, nhưng khi biết nỏ thần đã hết linh nghiệm thì Âu Lạc đã rơi vào tuyệt vọng. Anh chẳng buồn lặng thầm đơn côi, biết khi nào thuyền về bên mơ. Đêm gió sầu một mình bên trăng, ngàn nỗi nhớ xa xăm bóng ai. Thuyền em ơi cô đơn nhớ anh, tình nỗi nhớ mong trăng ngày xưa. Tình anh đi mang theo chốn xa, biệt về phương nào, lời ngàn năm nay
mẹ cháu. Nhanh lên, nhanh lên con ơi, giặc nó vào Cổ Loa Thành không còn kịp nữa. Chúng ta phải đi, nhanh lên. Thật vậy sao cha? Tại sao lại như vậy? Còn nỏ thần, nỏ thần của mình đâu cha? Nỏ thần? Ta không hiểu tại sao nỏ thần không còn linh nghiệm. Không còn kịp nữa, mẹ cháu, theo ta, theo ta. Cha, cha đi trước đi, con sẽ nói gót theo sau. Nhanh lên con, cha chờ con. Nhanh lên, không còn kịp nữa. Dạ. Thương thay cho một công chúa Mỹ Châu, trước mắt nàng là khói lửa đao binh khắp thành Cổ Loa. Nhưng tình yêu sắc son của nàng dành cho Trọng Thủy nào có đổi thay. Trước khi rời thành, nàng vẫn không quên đem theo kỷ vật là chiếc áo lông ngỗng để chỉ đường cho Trọng Thủy theo dấu nàng. Mỹ Châu ơi! Trọng Thủy! Mỹ Châu! Trọng Thủy! Mỹ Châu! Trọng Thủy! Ta về với nàng rồi đây! Chàng về thật rồi Mỹ sao? Mỹ Châu! Cánh chim sẽ bay chôn nàng, giọt lệ rơi thanh thoát rơi. Tình ơi xa mãi lòng tôi, có mưa đan mây làm áo nồng ấm cho em, nhưng đừng buồn phút chia tay biệt ly. Bóng mây người buồn tính tiêu, ai chờ ai ca biệt khu, riêng em nhớ anh âm thầm cô đơn người đi. Câu hát thương ca còn đó, mong cánh uyên ương quay về. Tìm ơi ngàn thu xưa xin chớ. Chẳng thể Trọng Thủy, nàng có biết ta nhớ nàng lắm không? Thiếp cũng nhớ chàng lắm, nhưng mà sao chàng biết thiếp ở đây mà tìm? Nàng quên rồi à? Chính nàng đã rải lông ngỗng để ta tìm tới nàng đây. Trọng Thủy, chung ước nguyện người về đâu nơi hải xa, thầm mong đôi lứa trùng hoa. Gió ru đêm nay chìm đắm lời gió mong manh với sao trời, chuyện tình như bóng mây. Cả con
chẳng thể. Sau lưng là quân thù, ai có thể trả lời cho câu hỏi của ta, tại sao nó thần không linh nghiệm, tại sao ta đi tới đâu quân thù cũng theo bé gót? Trời hại ta, trời hại Âu Lạc rồi. Giặc sau lưng nhà vua đó. Sao? Giặc sau lưng ta? Phải, giặc sau lưng nhà vua đó. Dạ. Giặc sau lưng ta. Dạ. Không phải vậy đâu cha. Mỹ Châu. Dạ. Con gái của ta, đứa con mà ta hết mực thương yêu. Dạ. Mỹ Châu. Dạ. Không phải vậy đâu cha. Mỹ Châu. Sau khi chôn cất Mỹ Châu ở Loa Thành, vì thương nhớ Mỹ Châu và đau khổ vì tình yêu ngang trái, chàng cũng nhảy xuống giếng mà chết. Người đời sau mò được ngọc ở biển Đông đem về giếng ấy mà rửa, thì ngọc càng thêm sáng.